Sửa xe bác ổn, muốn chào quý anh em bà con của bác bạn bè. Một ngày mới vô tôi ăn lành trăm phút, làm gì làm. Sáng sớm phải có ly cà phê cà pháo uống cho tỉnh táo, trưa nay làm việc hiệu quả đấy. Cận cảnh tiệm sửa xe bất ổn nhất Việt Nam với những câu chuyện tâm linh không một lời giải thích. Ủa? Ủa? Gì vậy? Một tiệm sửa xe vừa được cộng đồng mạng phong cho danh hiệu bất ổn nhất Việt Nam khi mỗi lần xuất hiện trên mạng là y như rằng có biến. Thậm chí nhiều người còn hài hước đùa rằng phải gọi ngay một thầy tâm linh về đây để điều tra xem thử vì có quá nhiều chuyện khó hiểu mà con người không thể nào giải thích được. Theo đó, dù quán chỉ có vẻn vẹn 30m2, nhưng đúng 30m2 ấy lúc nào cũng bất ổn. Chỉ cần anh chủ tiệm động tay ở đâu là ở đấy có vấn đề. Khi thì chập điện, khi thì cháy nổ, có lúc đang bơm hơi thì nổ lốp khiến dân tình không khỏi hoang mang. Thậm chí anh không cần làm gì mà chỉ nằm yên trên ghế thì những người đi đường ngang qua cũng tự nhiên ngã vật ra, trong khi họ không thể hiểu được vì sao họ lại ngã. Một trong những biến cố lớn nhất trong tiệm của anh có thể nhắc đến những vụ cháy hết sức vô lý. Đến nỗi, người này phải đặt mua bình chữa cháy liên tục để đề phòng vì việc cháy nổ ở quán anh xảy ra đều hơn cả vắt chanh. Thậm chí những vị khách quen đến đây sau một thời gian còn được anh huấn luyện thêm nghiệp vụ chữa cháy. Vì biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, chính xe của họ là nạn nhân trong vụ cháy ở tiệm này. Những thứ bất ổn diễn ra quá liên tục, không chỉ người đi đường ngang qua bị ám mà chính anh cũng trở thành nạn nhân. Khi một ngày tưởng chừng như sóng yên biển lặng thì các cảnh sát trật tự đô thị xuất hiện phạt cho anh mấy lít vì tội lấn chiếm vỉa hè. Bất ổn đến nỗi cầm ly cà phê trên tay, dân mạng liền thắc mắc ngay, ly cà phê đó có ổn không vậy cha nội? Hiện tại cư dân mạng đang chia làm hai phe, một bên kêu gọi nên điều tra tâm linh ở khu vực này vì với diện tích 30m2 nhưng mét nào mét nấy đều có điều mờ ám. Trong khi đó, bên còn lại thì tỏ ra thích thú khi xe của mình được mang đến đây, lâu lâu được chứng kiến hiện tượng bất ổn. Đã thế còn được chủ nhà lắp camera quay lại rõ nét để đăng TikTok. Nếu có một ngày buồn chán thì bạn nên đến đây để trải nghiệm thử một lần cho biết. Còn nếu cuộc sống bạn đủ vui rồi thì cũng nên đến thử, biết đâu bạn rồi sẽ còn vui hơn đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.